chuyến trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật London Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Do Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan, xin chào quý khán giả của Lý Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên Facebook, có ở trên YouTube, quý vị có thể coi bây giờ và coi lại sau đó nhiều chương trình hơn hoặc là lên trên trang mạng Lý Sài Gòn TV.com. À, trên TV bình thường ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali là 16.11 cũng như ở trên bên Houston, Texas là À, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 và cũng là ngày rằm âm lịch tháng 3 hôm nay. Anh Trường rất là rành về cái chuyện mà ngày ngày âm lịch <laughs> rồi lại có cái à, chỉ cho người ta một cái cách để mở ở trên iPhone thường á, là mình chỉ thấy được cái ngày ngày Tây thôi, có cái lịch. Anh Trường chỉ thì sao mà vừa có ngày Tây vừa có ngày Ta nữa quý vị có thể vào trong để hôm nào chắc nguyễn trường phải có một cái buổi ngồi chỉ sử dụng iphone nhiều những cái 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 gọi là cái gì ha thủ thuật thủ thuật nhiều lắm quý vị mà phải nói rằng á thật ra iphone bây giờ đó tính ra cái tiền nó rất là đắt nó đắt hơn nó mắc hơn ở những cái laptop đồ nhiều lắm luôn nhưng mà để mà sử dụng hết những cái thủ thuật những cái công dụng những cái chức năng gì của một cái điện thoại ngọc Lan nghĩ chắc hiếm người lắm ha rất là hiếm người bởi vì mỗi ngày mình thấy học được một chút này một chút kia mà thấy qua wow, trời qua wow, đất thứ ở trên này công nhận là hay thiệt là hay luôn à, hôm nay đó thì cái bản tin đầu tiên đó gửi đến quý vị đó đó là sáng hôm nay thì đọc ở trên báo thì thấy là cửa hàng express đây là một cửa hàng chuyên bán sản phẩm thời trang, à, quần áo rất là nhiều. Và quý vị đi vào trong những cái shopping center, những cái mall đó thì đều thấy cái cửa hàng này hết. À, tuy nhiên, sáng hôm nay đó, à, vào ngày hôm qua thì cửa hàng Express nó cũng trùng chung một số phận với lại Red Lobster, hoặc ừ. là chợ 99 cents, hoặc là... Oh, bây giờ mà nói ra, những cửa hàng lớn, mà chúng ta vẫn thường xuyên thấy nhất là ở khu lý đa Sài Gòn này mình cũng có nữa cửa hàng Riot nè rồi CVS nè rồi nhiều nữa cũng từ 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 đóng bớt lại những cửa tiệm của họ à, từ cái hồi đầu mùa dịch nha cho đến bây giờ đó thì người ta đã quá quen với lại cái việc mua sắm trên mạng mua sắm online rồi từ cái mua sắm online đó không phải là chỉ có mua những cái đồ dùng trong nhà mà người ta còn có thể mua quần áo, mua thức ăn, đi chợ luôn, online luôn nữa và được giao tới tận nhà. Bây giờ nó quá tiện lợi đi. Cho nên có nhiều cửa hàng đã không có gọi là kịp bắt kịp theo cái 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 xu hướng đó và họ cứ mở cửa tiệm ra để bán rồi người ta cũng có người tới coi rồi người ta mới mua tại vì có nhiều người nói rằng là quần nhất là quần áo đó mua tới coi sờ cái vật liệu đó như thế nào mặc thử như thế nào rồi mới mua còn có những người nói thì cái chính sách gọi là đổi trả bây giờ nó dễ nữa ừ. mua về mặt thử không vừa đem trả lại đó cứ gửi bỏ thùng thơ là gửi lại thôi đó cho nên um, cửa hàng Express ngày hôm nay cũng tuyên bố rằng là chúng tôi đã khai phá sản vào ngày thứ hai cho nên sẽ đóng bớt một số những cửa tiệm lại hiện tại báo cho biết rằng là họ đang thiếu những chủ nợ là 1.2 tỷ đô và tất cả những cái cửa hàng của họ có tài sản của họ có là đang có khoảng 1.3 tỷ đô và họ sẽ dùng những cái đó để thế chấp để mà vay nợ ngân hàng giống như là để trả nợ bớt cho những chủ nợ. Hiện tại ở toàn nước Mỹ thì cửa hàng Express có khoảng hơn 500 cửa hàng và họ sẽ đóng cửa vào khoảng 95 cửa tiệm. Những cái tiệm đó ở đâu thì bài báo ngày hôm nay cho thấy là gần đây gần mình nhất nha là ở um, Downey có nè. San Diego nè, Valencia nè, Moreno Valley là trên vùng Riverside nè, rồi Sherman Oak trên Los nè, uh, Emeryville, Santa Ana cũng đóng cửa luôn. Santa Ana là ở Main Place Mall, rồi ở Cerritos Mall cũng đóng cửa, rồi uh, ở Escondido là San Diego, uh, Fresno, Thousand Oak là trên trên Los, Lakewood là ở vùng Long Beach nè, cũng sẽ đóng cửa. Cho nên thỏi rõ ràng là từ có hồi mùa dịch tới giờ đó mình thấy nhiều cửa hàng đã không có bắt kịp theo cái cái trending là mua online, đổi trả dễ dàng, free delivery nữa. đó cho nên nhiều người bây giờ bắt đầu là đi qua cái cái cái, cái xu hướng đó. cho nên không còn tới những cửa hàng nữa. hàng gì mà có một ngày nào đó cách đây chừng nửa tháng á, tôi đi vào trong sao Coast Plaza thì tôi thấy nó 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 không như hồi xưa, nó vắng đi rất là nhiều. chỉ có những cái cửa hàng mà ăn uống á thì lại đông người nhưng mà đi mua sắm đó thì ít lắm mình đi shopping bây giờ ừ. ngay cả chính bản thân Ngọc Lan mình cũng đã thấy mình thay đổi rồi ừ. à, ngại đi đến những nơi đó rồi khi mà đi á thỉnh thoảng có dịp phải đi nhất là đôi khi đi để mình muốn lựa hoặc là đi để để mà đi thôi <laughs> à, cũng thấy nó vắng à. cái không khí nó không có làm cho mình cảm giác là nó nô nức à, nó nó rộn nhịp giống như ngày xưa À, còn bây giờ phần lớn á, là mình mua sắm online và chưa kể là có những cái lúc mà mình lên cái mình thấy những cái món đồ nó rất là rẻ ừ. mình lựa ngay cái chỗ đó hoặc là đôi khi quần áo giày dép đó là những thứ mình mua mình biết cái cái kích cỡ rồi mình biết cái nhãn hiệu nào mà mình mặc đẹp rồi thì cứ canh ở đó rồi nó xeo xuống thì mình mua cho thích hợp à, anh Trường nói đến cái đó là cái những cái cửa hàng bán quần áo uh, Express nhiều người phụ nữ rất là thích cái nhãn hiệu này. Ở bên cạnh đó thì ở phía bên Ủy ban Thương mại Liên bang đó, họ cũng đang cố gắng làm sao ngăn chặn cái sự sát nhập của hai cái hệ thống mà mình cứ gọi theo kiểu Việt Nam là chợ Amazon ừ. và Roger, hai cái chỗ này nó muốn sát nhập vào nhau. À. Đó, họ muốn sát nhập lại để mà nâng cái cái thỏa thuận đó là lên tới 24.6 tỷ đô la. Tuy nhiên, về phía Ủy ban Thương mại Liên bang, họ không có muốn cái điều đó. Lý do đó, họ nói khi mà những đại công ty như vậy mà sát nhập lại, thì nó sẽ không còn yếu tố cạnh tranh. Ví dụ như cái món hàng đó, lúc trước bên này bán là 5 đô la, bên này là 4.5 đô la, thì nó có cạnh tranh. Bây giờ nó xác nhập lại, thì thành ra nhiều khi họ bán một cái giá nào, thì người mua không có sự lựa chọn nữa. Tuy nhiên, về phía bên những cái tổng công ty này á, cửa hàng lớn này thì họ nói rằng là họ muốn có một cái sự cạnh tranh với lại hệ thống Walmart hay là Amazon ừ. khi mà họ xác nhập lại họ sẽ trở thành lớn hơn nhưng mà rồi cộng thêm nhiều những cái chuỗi cửa hàng của họ cũng không có uh, giống như làm ăn không có được uh, um, lời lắm cho nên họ cũng phải bán đi một số những cửa tiệm nhưng mà cái kế hoạch mà hai cái công ty này mà xác nhập lại đó thì vẫn đang bị ngăn chặn rất là nhiều. Hiện bây giờ họ nói rằng là uh, tổng cộng á, là của Rora và Anderson là tới 579 cửa hàng. Mà nếu mà xác nhập lại thì nó sẽ trở thành một cái công ty tên là uh, CNS Wholesale Roger. Thì nó nó xác nhập lại như vậy thì bây giờ không biết là người ta sẽ ngăn cản cái này được trong bao lâu nhưng mà có một số những cửa tiệm nó bán rời rạc thì được ví dụ như uh, cái uh, Roger ở đây hay là anh sinh chủ kia, thì quý vị sẽ thấy đóng cửa hoặc là nó nó bán cái chỗ đó cho người nào rồi. Nhưng mà để hai cái cửa hàng lớn này mà xác nhập lại thì cái chuyện đó đang bị ngăn. Tôi nghĩ rằng là chủ của những cái hệ thống chợ, thí dụ như là ừ. chợ Ralph nè, rồi thí dụ như là chợ Stater Brothers nè, vân vân, là những cái hệ thống chợ đó là có một phần vô là cản trở cái việc xác nhập này. Thế là những cái chợ đó họ nói rằng là hai ông lớn kia mà sát nhập lại với nhau đó, mà bây giờ đưa ra một cái giá rẻ hơn chúng tôi đi, thì chúng tôi làm sao mà cạnh tranh lại nổi? Cho nên ủy ban thương mại của Mỹ đó là có cái phần trách nhiệm là coi coi là những cái sát nhập như vậy nó có chiếm lĩnh thị trường hay không, nó có làm cho cái sự cạnh tranh nó không công bằng hay không nữa, đó cho nên họ mới là điều tra để xem xét coi là có cho sát nhập hay là không cho sát nhập, thì đó cũng là một cái bảo vệ người tiêu dùng đó cũng hay à, thí dụ như là hồi nãy tôi có nói rằng là à, trong năm 2024 này đó mình cũng sẽ thấy nhiều cái cửa hàng lớn họ đóng bớt cửa tiệm của họ lại hoặc là họ đóng luôn cũng có nữa thí dụ như là chúng tôi đang đọc thấy đó là cái hệ thống Dollar Tree và Family Dollar Cứ những cửa hàng này bán những cái gọi là mình gọi là uh, tạp hóa nè nó bán nhiều thứ trong này lắm cái gì cũng có hết trơn đó đó thì những cái cửa hàng này là những cửa hàng bán bán giá đó, cho những người có lợi tức thấp nè hoặc là mình đi vô đó mình mua những cái món hàng nó rẻ rẻ xài một lần rồi bỏ đi đã cũng được hoặc là food Locker bây giờ mình cũng không, không còn thấy nhiều nữa Họ đóng tới 400 cửa hàng mà đã không có bán được đúng cái chỉ số của họ à, cho tới từ bây giờ cho tới năm 2026. Cửa hàng Macy thì vào tháng à, 2 vừa qua cũng nói rằng là họ sẽ bắt đầu đóng cửa những cửa hàng không bán được hàng từ bây giờ cho đến năm 2026, Macy cũng là một thương hiệu lớn, rồi Walmart cũng đóng cửa một vài tiệm. Chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng. Chương này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London, Ly Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, một cái bản tin này nó nó khá là vui, nó như là một câu chuyện để chúng ta mỗi người có thể là từ cái những cái quan hệ ở trên mạng xã hội chúng ta có thể biết nó là sẽ thành thật hay là không, hoặc là chúng ta đọc cái này để mình phán đoán xem là những cái câu chuyện như thế này có thể trở thành sự thật ở ngoài đời hay không. Đây là một cô gái 23 tuổi, cô này tên là River Black, cô ở Louisiana, cô kể lại cái câu chuyện ở trên cái trang cá nhân của mình mà quý vị cứ thể tưởng tượng à, cũng có nhiều người biết đến cô này và đến gần 3.000 người để vào để bình luận về câu ừ. chuyện của cô. Thì cô kể rằng là từ năm 2019 đó là cô ở trên mạng cô đã quen với một người đàn ông ở trên mạng rồi sau đó thì hai người bắt đầu trở nên thân thiết mặc dù mỗi đêm đều nói chuyện face time ừ. à, tất cả như vậy à, người kia thì ở bên South Dakota cho đến uh, tháng 2 vừa rồi tháng 2 năm 2024, tức là cô quen ngày này là từ năm 2019 cho đến uh, tháng 2 năm 2024. Thì uh, một ngày tự nhiên cái anh chàng kia mới nói với cô rằng là uh, em có thể bay sang đây được hay không? Uh, anh mua một ngôi nhà, căn ừ. nhà và muốn ừ. em đến để uh, góp ý vào cái chuyện là uh, sẽ trang trí nó ra làm sao uh, và nếu được thì em có thể ở lại đó luôn. Ừ anh chàng này mới mua vé cho cô này đi và mua vé chỉ một chiều thôi oh. một chiều để cô này bay từ louisiana bay sang ở cái nơi của anh kia là ở rapid city ở south dakota thì cô nói là cô, cô chuẩn bị cho cái chuyến bay đó như thế nào rồi cô từ ở chỗ new orleans cô bay đi qua bên kia cô nói là cô bay một vòng như vậy là kéo dài hết tám uh, uh, tiếng trong cái chuyến bay 8 tiếng nha từ ở bên New Orleans sang bên cái thành phố mà Rapid City ở South Dakota xong rồi khi mà cô đến phi trường á thì anh cô gọi cho anh anh chàng kia thì anh chàng kia nói ô oh, à, em đã đi anh sẽ đến đón em ở ngay phi, <cười> phi <cười> trường à, hay là em có thể là à, đi đến cái chỗ giống như là cái quán cà phê ở gần đó đó là ngồi đó chờ đó thì cô này à, cứ lây hoay ở trong cái chỗ mà cái cái quán cà phê đó ở gần ngay cái phi trường đó luôn mà cô nói là cô chờ suốt một buổi uh, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ở đến nỗi là những người mà uh, security ở đó đến nhìn cô và hỏi là cô có cần giúp đỡ hay không mà cô gọi cho anh kia thì anh cứ nói là ô oh, anh đang trên đường đi nhưng mà rồi cái cái sau đó thì cô nhìn ủa sau cái chỗ mà cô ngồi á, ví dụ như là nó thuộc về hướng nam nhưng mà theo cái đường của anh kia anh đi thì cô lại thấy là anh đi về hướng bắc không ừ, hiểu gì hết đó rồi sau đó thì cô lại gọi cái anh đó, ồ ha không hiểu là ờ, đang có chuyện gì xảy ra rồi sau đó cô không liên lạc được với cái anh này nữa ồ. thì cô nói ồ, cô ngồi đó tại vì cô đi à, cô chỉ có cái vé của cái anh đó mua là cho một cái chuyến đi như vậy thôi sau đó cái cô mới gọi cho một cái người người bạn người quen là bây giờ làm sao giờ cô không biết là à, tối nay cô sẽ ở đâu ở như thế nào thì người đó mới nói rằng là à, ok để um, người này không có đang ở ngay tại cái thành phố đó nhưng mà có thể giới thiệu cho cô một cái người bạn của người này người cái người bạn này là người giống như lái xe tải mà xuyên bang á sẽ có thể giúp cô có được một cái buổi chiều để ít nhất cũng được đi dạo quanh cái thành phố ở South Dakota đó để xem có như thế nào. Rồi cô nói là có một người đàn ông tới ngồi nói chuyện với cô để đưa ừ. đi cô dạo quanh cái thành phố đó. Rồi sau đó thì cô tự động bút một cái hotel với giá là 240 đô la. Cô ở đó xong rồi qua ngày hôm sau cô lại ra phi trường, cô tự mua vé cô về, cô nói là tổng cộng cho một ngày như vậy cô tốn khoảng 1.290 đô la. theo chuyện cô đưa lên như thế cô nói là cô trở về cô thấy rằng đã bay đi hơn 1500 miles để gặp một người mà mình nói chuyện suốt 5 năm qua cuối cùng á chỉ thấy giống như là toàn là quỷ ám gì đâu không. kiểu cô nói như vậy. Thì cô đưa cô nói bây giờ cô không nghĩ đến chuyện đó nữa, không liên lạc với người đó nữa, cô chỉ tập trung vào công việc của cô thôi thế là cái câu chuyện cô đưa lên cái nhiều người nói là ô cô này không phải là mình mình cứ tưởng là mọi người nghe ô tại sao quen cái người trên mạng rồi như vậy ha nhưng mà không ngờ khi mà người ta vào xem á nói là ô cái cô này như cổ xạo á tại vì á thứ nhất á là bay từ ở bên New Orleans sang cái chỗ cái thành phố đó không thể nào là một chuyến bay nó dài như vậy được đó không thể nào chuyến bay như vậy dài như vậy được cái thứ hai nói rằng là ồ trong cái đêm đó cái cô đặt một cái phòng khách sạn với cái giá là 240 đô la ở khách sạn Hilton cũng không đúng bởi vì ở đó thường á một đêm nó chỉ có là 100 đô la thôi à. hoặc là đến cái lúc mà à, giống như là cái mùa mà bận rộn nhất á đông khách nhất thì nó cũng chỉ đến 200 đô la là cùng rồi sau rồi trời bao nhiêu người nó là gần 3.000 những người người ta lên để mà người ta bình luận người ta nói ô đây là một cái câu chuyện hoàn toàn là bịa đặt à, để cho thấy rằng là cô này có thể là bị hoang tưởng hay không à, rồi khi mà lên trên mạng xã hội mà kể những cái câu chuyện mà mình tưởng tượng ra như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào hay là có người thì nói ô cô này tội nghiệp quá ờ tại sao quen với một người như thế thì đó nói chung là một cái câu chuyện để mình mình xem để trong trong cái đời sống xã hội xung quanh khi mà mình đọc ở trên mạng xã hội mình sẽ thấy có nhiều cái điều nó rất là tức cười cái này cũng làm phim được đó. Dạ. <laughs> à, quay qua một cái vấn đề khác đó, à, chắc phải hỏi Ngọc Lan là từ hồi nào tới bây giờ Ngọc Lan đã có viết một cái lá thơ hay là một cái bài viết gì đó mà viết bằng viết tay hay không hay là mình chỉ có lên mạng rồi mình gõ ở trên máy tính thôi lâu lắm rồi không có viết tay. Đắc lâu lắm rồi hả? Lâu, tôi lâu. lâu lắm rồi không có viết tay, mặc dù là cái công việc của tôi làm đó thì cũng thường xuyên viết tay nhưng mà mỗi lần mình viết tay đó mình thấy nó nó ngột ngoạc làm sao á. Cái tay mình nó cứng. À nó cứng lại. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà bắt đầu từ đầu năm 2024 cho tới bây giờ đó thì tiểu bang California cùng với lại cả một chục tiểu bang khác là bắt buộc học sinh học trong trường học từ lớp 1 tới lớp 6 phải được dạy bằng viết và viết bằng tay. Tất cả bài vở đều phải bằng viết bằng tay. Mặc dù bây giờ thì các trường học bây giờ đã có những cái tablet là máy ừ. tính bảng hoặc là computer để các em có thể lên ngồi gõ ở trên đó. Nhưng mà cái thói quen đó đó nó làm hại tới não. Tại vì khi mà những cái cuộc mà nghiên cứu cho thấy đó khi mình viết chữ mà viết bằng tay thì nó sẽ kích thích cái hệ thống não của mình nó làm phát triển cái hệ thống não của mình nếu chúng ta chỉ có lên ngồi trên máy tính hay trên máy tính bạn mà bấm vô từng chữ hay gõ 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 vô đó thì nó sẽ không kích thích cái não của mình làm việc à, mà vì thế nó ừ. sẽ quen dần đi nó sẽ trở thành thú động có nghĩa là bây giờ nói tới cái gì một cái đó là lên trên máy laptop lên trên máy computer lên trên cái máy tính bảng hay lên trên cái phone gõ 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 vô cũng giống như là cái thời à, cách đây tôi qua đây mấy bao nhiêu năm đó, lúc đó người ta còn gửi những cái thiệp giáng sinh chúc mừng sinh nhật mà viết yeah. bằng tay nắn nốt rồi kia bỏ vô bao thơ, dán tem gửi đi. chứ bây giờ là email, <laughs> bây giờ là thiệp chúc mừng online đầy hết mình lên lượng cái là click vào rồi nó gửi đi một cái là xong. Đó, không còn viết tay nắn nót như hồi xưa nữa. bởi vậy hồi xưa mấy anh lính việt nam cộng hòa mình đó thường thường có những cái bài hát gọi là thơ tình viết vội đó của những người em gái hậu phương thì lúc đó mình thấy nó rõ ràng là nó 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 hay như thế nào thế thì uh, các tiểu bang khác họ bây giờ họ cũng đã có những cái nghiên cứu và họ cũng có những cái luật là học sinh phải học viết bằng tay chứ không có còn là double click <laughs> single click <laughs> hay là tha, uh, gõ trên bàn phím nữa đó là, đó là một cái cách mà để giúp các em có thể phát huy được những cái gì hay ở trong não của mình khi mà họ bắt đầu họ ngồi xuống và họ viết nắn nó từng chữ một. Cũng có nhiều người rất là hay, thí dụ như là cái thư pháp của Việt Nam mình ha thì bây giờ cũng rất là nhiều người nắn nót nhiều rất là, mỗi lần mà có hội trợ Tết của vị ra nó có một cái gian hàng đó mấy người nó ngồi viết thấy thấy hay thấy đẹp lắm. Thì à, tiểu bang Kali cũng như là một trục tiểu bang khác cũng đang là xem xét lại những cái vấn đề này và bắt buộc bắt buộc học sinh phải học viết bằng tay chứ không có viết cái kiểu trên máy tính nữa. À, viết đẹp hay viết xấu nó còn tùy theo người nữa nhưng mà thường thường tôi thấy các bác sĩ thì viết chữ khó đọc chất phải không người ta nói là à, chữ khi mà nói chữ như bác sĩ là <laughs> tức là chữ đọc không được, <laughs> không được. có à. lần hỏi là ủa tại sao bác sĩ lại viết chữ xấu à. thì có người giải thích là rằng tại lúc đó phải viết cho lẹ cho nhanh để cho ra cái toa thuốc à. nhưng mà bây giờ thì bác sĩ ở Mỹ đâu có viết toa thuốc bằng tay nữa nhưng mà cũng có nhiều cái nói chuyện mà liên quan đến mà chữ chữ đẹp ừ. à, quý vị sẽ nhìn thấy ví dụ đây là chữ của một em học sinh viết ừ. rất là đẹp rất là nhiều đẹp. khi mình thấy như là chữ in vậy đó à, nói về cái chữ viết tay này có lẽ là mình sẽ nói thêm nữa sau phần thông tin thương mại mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London, Đan Anh Gọi ngay Mango Tours 866 435 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 -8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV trước phần quảng cáo thì anh nguyễn trường đang trình bày cái tin liên quan đến cái việc là ở mỹ người ta đề nghị là các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 nên được viết chữ bằng tay thay vì cứ suốt ngày dùng máy tính bản rồi cứ gõ trên đó để làm gì để luyện luyện cái trí não mình nó sẽ phát triển hơn À, thậm chí ngọc lan nghĩ bây giờ nhiều người cũng viết viết thư tay nha họ không dùng máy tính nhưng mà thỉnh thoảng khi viết ví dụ đôi khi cái nhìn thấy một cái công thức nấu ăn gì muốn ghi lại cầm cái viết à, á, á à, mệt à. mệt lên mình cũng thấy cái tay mình nó cứng cứng nhưng mà nhắc đến chữ viết á thì mới thấy là cái thời mà à, Ngọc Lan nghĩ cỡ như Ngọc Lan, anh Nguyễn ừ. Trường, rồi quý vị ở đây đi học ở Việt Nam đều có cái phần mà luyện viết chữ đúng không? Đúng Từ này. nhỏ à, lúc mà mình bắt đầu học mà à, đánh vần đồ này kia đó là sẽ có một cái à, cuốn tập hả, à, tập à, tập đồ chữ vậy đó. Ở trong đó người ta sẽ chấm 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 những cái nét trước. Ngọc Lan không biết là bây giờ còn dạy các em như vậy hay không. À... Nhưng mà cái thời mình chắc là quý vị sẽ nhớ. Ví dụ như có những cái quyển vở từng chữ như thế này, cái mình à, cầm viết chì mình đồ đồ nó lên cho quen rồi sau đó cái mới bắt đầu viết thành từng chữ này chữ kia rồi cái đến bắt đầu lớp 2 lớp 3 mà lúc mà biết rồi gọi là gì ráp vần rồi thì lúc đó bắt đầu đến cái chừng phần mà thi viết chữ đẹp. À, thi viết chữ đẹp. Bây giờ nhiều em người ta dạy làm sao mà các em viết được những cái chữ mà nó đẹp như là chữ in vậy đó có nghĩa ừ. là nét đậm, nét nhạt ra làm sao. Rồi hồi đó ở Việt Nam mình khi đi học á cứ nói là ông bà mình hay nói là gì nét chữ nét người vậy đó có nghĩa là người sao phải viết chữ cho đẹp không thôi là nhìn nét chữ thì đoán ra tính cách người đó đủ thứ không biết là đúng hay là không nhưng mà ở đây để giống như là nhắc cho mình nhớ lại một cái thời mình đi học lúc đó cũng bị đòn tùm lum ha về cái chuyện mà viết chữ cái giữ là chữ như là cua bò hay là chữ như thế này như thế khác nhưng mà à, cái, cái cái điều đó là um mặc dù đó cái bản tin cho biết đó là nước mỹ đó là các em học sinh nhiều em đánh vần rất là giỏi ừ. nước mỹ nhiều em trong những cái chương trình mà thi đánh vần đó thì đánh vần hay lắm chữ nào cũng biết đánh vần hết nhưng mà khi mà các em viết lại những chữ đó đó thì các em có tỏ vẻ ra rất là lúng túng Ờ, em ngồi em viết lại từng chữ rồi để em em nghĩ trong đầu coi cách viết nó như thế nào. Viết giống... làm sao? Dạ yeah, giống như cái kiểu Việt Nam của mình thì cũng như viết chính tả đó. À... đôi khi đánh vần nhưng mà cái chữ bây giờ hỏi là cái chữ dài nhất ở trong tiếng Anh là chữ gì. Đó các em hay thi những cái kiểu đó ừ. rồi làm sao để nhớ được cái chữ nó là cái gì như là cái kiểu mình mình học chính tả <laughs> ngày xưa hay là bây giờ quý vị thử nghĩ là ở trong tiếng Việt Nam của mình á thì cái chữ nào là cái chữ có nhiều cái cái um, chữ cái nhất giờ ngồi nghĩ Dạ yeah. um, thưa quý vị um, Amazon thì chúng ta đã biết rồi uh, Amazon những người mà có cái uh, giống như cái membership Amazon ừ, Prime uh. thì người ta sẽ được gửi uh, đồ đến nhà đó Sau khi mình đóng cái tiền đó mỗi năm thì người ta gửi đồ đến nhà cho mình là trong vòng 2 ngày hoặc là có khi á tự động họ sẽ gửi cho mình theo cái kiểu là uh, overnight tức là mình họ sẽ gửi trong thời gian ngắn nhất, có khi mình order buổi sáng thì buổi chiều đến rồi. ở à, ngoài ra Amazon trong thời gian qua họ có cái Prime Air đã thực hiện à, giống như là thí điểm ở một vài nơi thôi, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ đóng những chỗ đó để họ đưa qua những tiểu bang khác, những nơi khác để họ à, thử nghiệm tiếp để xem coi nó hiệu ừ, quả hay ừ. không và đến một lúc nào đó thì họ sẽ thực hiện đầy đủ hết. thì cái mà Prime Air đó là họ sẽ dùng máy bay không người lái họ sẽ thả cái món đồ đó ở trên sân nhà mình chỉ trong vòng một vài giờ sau khi mình order thôi thì đối với lại tiểu bang California đó cái nơi mà họ áp dụng thử cái này trong thời gian qua là ở một thành phố tên là for ở Stockton rồi ở Sacramento ở khu vực mà bắc cali thì bây giờ những cái nơi này là những cái nơi mà họ đã sử dụng trong thời gian qua, họ nói là từ năm 2022. Đó, bây giờ là cũng như là gần 2 năm rồi. Họ nói là họ sẽ đóng cửa những nơi này, họ không có áp dụng cái này nữa. Tuy nhiên cái ngày mà chính xác á, thì chưa biết ngày nào. Người ta chỉ thấy rằng là những nhân viên mà làm việc ở đây thì đang được đưa sang làm việc ở những nơi khác. Rồi trong thời gian tới đây thì họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cái cái chuyện mà giao hàng này ở Texas nè rồi xong rồi sau đó thì họ cũng muốn mở rộng ra thử ở Arizona đó là những nơi mà họ có kế hoạch để mà họ thử cái cách giao hàng bằng việc sử dụng máy bay không người lái để mà thả xuống coi nó nhanh hơn không nó có tiết kiệm được hay không, rồi khi nó bay như vậy á, không có bị kẹt xe hay là không có vấn đề về người, nhưng mà cái quan trọng là thí dụ như cái món hàng đó, cái trọng lượng nó bao nhiêu, thì cái kia nó có thể nó nó tha được để nó đi nó thả xuống, thì nhiều cái cũng rất là hay. ở trong tương lai tới đây thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi rất là nhiều về những cái phương tiện mà vận chuyển cũng như là cái cách thức mà buôn bán giao hàng nó ra làm sao. Trong khi đó thì ngày hôm nay là ngày thứ nhì mà cựu tổng thống Donald Trump phải hầu tòa trong một vụ án hình sự. Cái vụ án này đó là truy tố ông tới 34 tội hình sự là dùng những cái kỹ thuật khai gian trong vấn đề kinh doanh của mình để che lấp đi một cái khoản tiền. Và khoản tiền đó dùng để mà trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm bịt miệng cô ta. Đó, trong cái mối tình của ông vân vân thì cô này có khai rằng là đã có quan hệ với ông và những năm 10 năm về trước rồi cả chục năm về trước đó thì bây giờ có khai ra nhưng mà tại sao lại buộc tội nếu mà dùng tiền để mà trả như vậy đó thì làm sao phải có các vụ án hình sự vân vân là tại vì nó liên quan tới cuộc bầu cử của năm 2016 cái thời gian đó thì ông Trump đã nhờ luật sư của mình trao một số tiền là 130.000 đô cho cái cô này để cô đừng nói gì hết trong lúc mà đang vận động tranh cử thì nó lại là vi phạm tới luật tranh cử luật uh, bầu cử của mỹ tức là dùng tiền để mà bịt miệng một người để mà không nói gì hết trong lúc mà mình đang vận động tranh cử thì cái đó là phạm luật đó cho nên mới có vụ án hình sự ngày hôm nay tuần trước thì tòa án đã bắt đầu tuyển ra những người làm bồi thẩm đoàn cả trăm người đã được kêu tới để làm bồi thẩm đoàn như vậy, quý vị cũng đã nhận được những cái thơ đó gửi về nhà mà nói rằng là quý vị đã được đã lựa vào trong một cái uh, phiên để mà ngồi lựa người làm bồi thẩm đoàn đó thì mình lúc thì mình đi lúc thì mình không cần phải đi mình chỉ gọi phone thôi thì cả trăm người đã được mời đến và sau khi một tuần lễ nha cả trăm người đó họ lựa ra được có 12 người thôi 12 người ngồi vào ghế chính thức và 6 người ngồi vào ghế dự bị. Trường hợp có thể có người nào đó không đi được thì có thể có người thay thế ngay. Thì làm sao để lựa ra được bồi thẩm đoàn? Có nghĩa là họ phải lên để trả lời một cái danh sách gồm 42 câu hỏi. Những cái người này sống ở New York, những người này có nghe tới tên ông Trump hay không? Những người này có biết gì về ông Trump hay không? Hay là có bao giờ đọc báo mà hay là nhận được email những cái vận động tranh cử của ông trump nghe nói về ông trump hay là à, tiếng tốt tiếng xấu gì của ông cựu tổng thống donald trump đó thì đều được hỏi hết và nếu những người này là những người trả lời có tôi biết ông trump mà tôi có nghe cái vận động tranh cử đó à, tôi có đọc báo tôi thấy được cái tin đó như vậy đi là không được lựa họ phải lựa những người nào chưa bao giờ biết gì về ông trump hết là những người khách quan để mà có một cái viên sự rất là công bằng Thế thì 12 người đã được lựa ra, 6 người ngồi dự bị, bắt đầu cái phiên xử là bắt đầu ngày hôm qua là ngày đầu tiên và cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 2. Thì trong 15 ngày đầu cho tới 18 ngày đầu thì công tố viên và các luật sư ở bên phía gọi là à, nguyên đơn đó là sẽ bắt đầu đặt ra những cái à, thảo luận về những cái vấn đề đưa lời khai ra. Và đưa những cái bằng chứng ra Để buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump Là mất tới 15 ngày Phiên tòa dự trù là sẽ khoảng 2 tháng trời Đó Thì bên nguyên đơn sẽ đưa ra những cái chứng cứ Và buộc tội Và bên phía luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump Sẽ đưa ra những cái lời phản hồi lại Những cái chứng cứ, những cái lời buộc tội đó Thì hai bên sẽ phải trình bày trước quan tòa Ông quan tòa là ông Juan uh, Merchant Ông quan tòa này đã từng uh, Làm uh, làm tránh án cho những cái phiên tòa hoặc là ông có ngồi giám sát những cái phiên tòa à, sự cựu tổng thống donald trump những cái tội trước đó trong cái tội dân sự à, kỳ này thì ông trump nói rằng là ông này ông ghét tôi lắm ông quan tòa này là ông là người kỳ thị ông ghét tôi lắm tôi muốn thay đổi người khác nhưng mà à, bên phía tòa án thì vẫn giữ ông Juan merchant là quan tòa chính tránh án trong cái vụ án hình sự ngày hôm nay cựu tổng thống donald trump có phải có mặt ở tòa mỗi ngày hay không có mặt mỗi ngày thưa quý vị mỗi ngày có mặt không như những vụ án dân sự thì ông có thể ủy quyền hoặc là ông có thể đến hoặc không đến nhưng mà cái vụ án này thì ông phải có mặt vào ban ngày và ông có thể dùng những cái thời gian ban đêm của ông để mà vận động tranh cử và diễn tiến nó còn như thế nào nữa mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học Luật sư Linh Đan Anh Ly 1-800-848-9145 Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345 Trở lại trở lại với lại cà phê sáng thì tôi tôi đang nói về tới cái, cái hồi trước phần quảng cáo đó là việc à, tòa án à, có cái phiên tòa hình sự đối với lại cựu tổng thống Donald Trump là dùng tiền bịt miệng à, thưa với quý vị thì à, nói về những người bồi thẩm đoàn là à, cái 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 sự lựa chọn họ như thế nào đó thì nói đúng hơn là không phải mình lựa một cái người nào đó không biết gì về ông Trump mà họ có một cái khả năng gọi là không thiên vị hoặc là à, nói một cái cách khác đó là họ rất là sao nhỉ? Tức là họ không có nghiêng về phía nào hết. Đó. Có nghĩa là họ không có cái à, cái cái một cái thiên kiến gì riêng đối với cái người này, à, không phải là ghét ông này, cũng không phải là sẽ bên vực cho ông này. À. Đó là cái cách mà họ à, lựa chọn bồi thẩm đoàn không chỉ riêng ở trong cái vụ án à, của cựu tổng thống Donald Trump mà trong tất cả khi mà à, khi mà thành ra có những người á lúc mà để à, lúc mà phỏng vấn À, để xem được coi uh, cái người đó có được chọn vào bồi thẩm đoàn không. Cái người nào mà họ không có muốn tham dự đó, cái uh, khi mà người ta phỏng vấn sơ sơ hỏi là à, có biết cái người uh, sẽ bị xử này không? Biết, tôi ghét người đó lắm hoặc là à, cái đó, đó. kiểu như vậy đó lại người ta sẽ loại người đó à. ra. Cho nên là ở đây uh, khi mà trong số 12 người uh, chính thức bồi thẩm đoàn và sáu người dự bị đó thì người ta không có nêu tên những người đó, à. họ chỉ giới thiệu Đặc điểm của người đó là cái gì thôi Ví dụ như là cái người được chọn ra Trong số 12 người bộ thẩm đoàn Thì đã chọn ra luôn Cái người nào sẽ là người giống như là Chủ tịch của nhóm đó đứng đầu Người à. đó sẽ thảo luận vấn đề Rồi có biểu quyết cuối cùng là làm sao Thì người ta chỉ nghe là ở cái ông này Mình chỉ biết đây là một người đàn ông Đến từ Ireland Rồi ông nói rằng là Tôi chỉ nghe về một số vụ của Donald Trump Ví dụ như vậy Rồi xong rồi ông này là người là kết hôn rồi nhưng mà không có con rồi ông làm việc ở trong cái lĩnh vực nào ông thường hay đọc tin tức ở đâu đó cái kiểu như vậy để họ chọn xong rồi cái người mà bộ thẩm đoàn thứ hai thì người này nói rằng là ờ tôi sẽ luôn luôn giữ cái đầu giống như là cởi mở để mà nghe thì người này cũng là một người đàn ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư ở ngân hàng rồi xong rồi cái thú vui sở thích của ông là gì rồi ông này cũng từng biết đến có từng nghe nói đến là những người thân cận với lại donald trump sao vợ trước là như thế nào nhưng mà cái cách ông nói chuyện ừ. sao để người ta chọn hay là cái người thứ ba cũng là người nói là à, tôi không có giống như là không có quen thuộc lắm với tất cả những cái gì mà thuộc về ông, ông donald trump nhưng mà tôi sẽ là như thế nào như thế nào vân vân thì mỗi một người họ có những cái đặc điểm riêng có người được chọn á là người phụ nữ, có người là đàn ông, rồi có người mặc dù là những người này đều hiện đang sống ở New York nhưng mà có người là ví dụ như người thứ tư ở đây buổi thẩm đoàn, người này là vốn là một kỹ sư, vốn là một kỹ sư mà đi đến đó là từ California đi qua rồi học hành như thế nào, rồi cũng có vợ có con ra làm sao, rồi đó có nhiều cái điều để mà À, người người thì kêu là ơ ông Donald Trump ông chỉ nói cái điều ông nghĩ thôi tức là nói làm sao để cho người ta thấy rằng người này hoàn toàn không có một cái thiên kiến yêu hay ghét gì cái nhân vật đó hết thì mới được chọn nó cũng là một cái quá trình rất là khó khăn để lựa ra những người mà khách quan như vậy đó à, cho nên đó, nếu mà thí dụ nha thí dụ thôi thí dụ như là ở đây mình có một cái vụ án đối với một người Việt Nam đi thí dụ vậy là thí dụ như là mình lấy ông Trần Trường ra đi À, trước đây là quý vị cũng đã biết nghe về cái vụ này rồi ha Bây giờ bắt ông ra tòa để xử cái tội gì đó đi Mà bây giờ đi kiếm những người Việt Nam để làm bồi thẩm đoàn Mà hỏi rằng là ông có cảm thấy là ông trần trường như thế này thế kia hay không đó Thì dĩ nhiên cũng sẽ, sẽ có những người sẽ nghe tới biết ông này mà Thì sẽ có những cái lời trả lời Và những cái trả lời đó là những cái trả lời mà quan tòa Và cũng như luật sư của hai bên để tìm hiểu coi là trong cái trả lời đó nó có thiên vị hay không Đối với cái một cái người ừ. và nói rằng là tôi ít khi nghe gì về ông này hết đó, đó thì cũng có thể là cũng thể bị lựa hoặc là bị loại. Đó nó khác nhau. Cho nên sau khi mà mấy trăm người được lựa ra và cuối cùng chỉ chọn có 12 người chính và 6 người phụ thôi đó thì bắt đầu phiên tòa là ngày hôm qua là ngày đầu tiên thì bên phía nguyên đơn nó là bắt đầu có những cái lập luận và đưa ra những cái lời lẽ để mà buộc tội thì à, bên kia, bên phía của ông cựu tổng thống Donald Trump cũng sẽ là à, phản bác lại những cái lập luận đó, sẽ có nói rằng là những cái bằng những cái bằng những lời nói đó là vô căn cứ hay là không bằng chứng gì vân vân, thì mình sẽ chờ xem coi là hai bên sẽ như thế nào. phiên tòa thì có thể tới hai tháng, thì bắt đầu từ ngày hôm qua thì có thể tới tháng 6 mới xong. đó mình cũng chưa biết được là là trong cái phiên tòa này nó có thể nhanh hơn hoặc có thể nó chậm hơn, à, nó còn tùy theo nữa có ngày có người này bệnh người kia bệnh này kia không tới được hoặc là làm sao đó thì nó cũng tùy theo cái thời gian và cái 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 tình huống lúc bây giờ nhưng mà đối với lại cái việc này đó thì mình mình cảm thấy rằng là à, để đi đi tìm người bồi thẩm đoàn nè rồi à, buộc tội nè rồi phản bác lại những cái lời buộc tội đó nè rồi ông Trump á, thì bây giờ à, tiền bạc thì những cái quỹ vận động tranh cử của ông hay là cái quỹ tiền của ông để mà đối phó với lại những cái vụ án như thế này đó nó sẽ hao hụt đi. Tại vì bây giờ ông không còn ban ngày để đi mà đi vận động nữa, ông phải ngồi ở tòa, ban ngày ngồi ở tòa, ban đêm mới đi vận động. Thí dụ như vậy thì những cái chương trình vận động tranh cử của ông vào năm 2024 này nó cũng sẽ ít nhiều bị cản trở, bị bị bị, bị tác động tới. À, trong bài báo ngày hôm nay đó thì họ có nói tới là à, cái tiền của ông nó đang bị hao hụt rất là nhiều thứ nhất là trả cho những luật sư bên ông là có tới một đội ngũ là tám luật sư để mà bảo vệ ông mà bên phía của công tố viên cũng có tám luật sư luôn để mà để để mà buộc tội ông đó thì những cái tiền luật sư đó rồi tiền phải hầu tòa này kia đó nó, nó hao tốn vô trong khi đó thì quỹ tranh cử của tổng thống Joe Biden đó thì cũng có được nhiều đó nhưng không có tốn tiền vô những cái vụ luật sư như vậy những cái vụ kiện tụng như vậy thì nó cũng còn đỡ hơn là cựu tổng thống Donald Trump cho nên họ nói rằng là có thể là năm nay cựu tổng thống Donald Trump sẽ không có chi tiền nhiều cho những vấn đề quảng cáo trên TV vân vân hay là báo chí tại vì cái quỹ của ông đó nó càng ngày nó càng ít đi ít đi tại vì ông phải trả tiền cho luật sư nhiều quá mà trả tiền đâu phải là trả tiền gọi là trả tiền cho luật sư một giờ đồng hồ là cả ừ. bao nhiêu là tiền đó rồi mà có 8 luật sư ra để bảo vệ cho ông nữa cho nên tất cả những cái đó mà nói về quan tòa nữa thưa quý vị thì ông ông trâm nhất một mực nói rằng là cái ông hoan mơ trần đó đó ông ghét tôi lắm tôi không muốn ông ngồi trong cái phiên tòa này chánh án của vụ này nhưng mà bên phía tòa án thì vẫn cử ông hoan mơ trần ông hoan mơ được có kinh nghiệm làm tòa làm chánh án tòa là 16 năm và ông có ít nhiều gì đó cũng xử những phiên tòa của những người rất là đặc biệt rồi đó cho nên À, ông vẫn được ngồi ở đó nhưng mà ông nói rằng là tôi sẽ coi cái phần trình bày của hai bên nó như thế nào rồi sau đó mới à, đưa đúc kết và đưa cái phần đúc kết đó cho bồi thẩm đoàn rồi bồi thẩm đoàn nó quyết định xem là những chứng cứ có hay không những cái buộc tội đó đúng chính xác hay không vân vân rồi đưa ra cái kết quả cuối cùng cho nên chúng ta cũng phải chờ xem là sau một tháng hoặc hai tháng thì cái chuyện này nó đi về đâu nghĩ rằng đây sẽ là phiên tòa mà mình mong muốn nó sẽ là vô tiền khoáng hậu. Có nghĩa là này vô chưa có Đúng. Và sau này cũng sẽ đừng bao giờ có một vị tổng thống Mỹ mà lại phải ra tòa như vậy. À, thưa quý vị, trong khi đó thì ở Việt Nam ở ngày bắt đầu từ ngày hôm qua cũng đã có cái phiên tòa xét xử à, ông Trần Quý Thanh cùng với hai người con gái của mình liên quan đến việc là bị cáo buộc là chiếm đoạt của những người khác cái số tiền lên đến là hơn 1.000 tỷ đồng, 1.048 tỷ, tức là tương đương với lại khoảng 43 triệu đô la đó. Ờ, có nhiều người người ta cứ nghe cái chuyện mà ông Trần Quý Thanh cùng với hai người con gái của ông, đó là Trần Uyên Phương và một cô gái nữa đó là Trần Ngọc Bích lừa gạt tiền của người ta như thế nào. thì ngày hôm nay ở trên tờ báo Tuổi trẻ họ có một cái bản tóm tắt, mình nhìn vô đó mình sẽ hiểu được cái cách ông lừa tiền, ông chiếm đoạt tiền của người ta làm sao? À, đó là khi mà cái cái việc chiếm đoạt á, tức là những cha con này họ sẽ có những người ví dụ như ở đây là có ba người à, gọi là nguyên đơn, họ đứng ra để họ thưa, họ thưa à, cha con của ông Trần Quý Thành, mà cái cách mà họ kêu bằng theo cáo trạng, á, cái cách mà họ à, làm là như thế nào? ví dụ như khi mà họ đưa mượn tiền thì họ đưa thế chấp bằng những cái giấy chủ quyền sử dụng đất, họ đưa những cái mảnh đất của họ ra để mà họ thế chấp, họ mượn cái số tiền đó từ cha con của ông Trần Quý Thanh. Nhưng mà rồi bằng cách nào mà cha con ông này lại chiếm đoạt tiền của người ta để đưa đến cái số tiền mà chiếm đoạt là hơn 1.000 tỷ đồng, tức là khoảng 43 triệu đô la. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ năm của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói là ngày hôm nay ở Việt Nam đang xử cái vụ mà liên quan đến cha con của ông Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã buộc bị buộc tội là chiếm dụng tài sản của những người khác lên đến số tiền là khoảng 43 triệu đô la thì cái cách mà họ chiếm đoạt tài sản của người ta là như thế nào ở ví dụ như ở đây có ông người nguyên đơn là ông Lâm Hoàng Sơn nói rằng là vay từ cái số tiền của cha con Trần Quý Thanh là 115 tỷ đồng cái cách là ông đưa ra bốn cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bốn cái giấy này thì có những mảnh đất đó có trị giá là trên 195 tỷ nhưng mà cái gia đình này chỉ cho mượn 115 tỷ thôi, rồi xong đó họ họ lấy luôn, họ không cho người ta chuộc lại. Ừ. Như vậy tức là quy ra cái số tiền mà cha con ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt của ông Lâm Hoàng Sơn là 8 <laughs> hơn 80 tỷ đồng. Rồi hay là đối với lại cái ông Nguyễn Huy Đông cũng vậy, cái số tiền vai này là 80 tỷ đồng, nhưng mà cái hai cái miếng đất mà ông đưa ra ông thấy chấp thì nó trị giá là trên 118 tỷ. Thì cái số tiền chiếm đoạt là 38.9 tỷ người ta đưa một cái ví dụ cái cách uh, chiếm đoạt ví dụ như ở đối với ông Nguyễn Huy Đông này tức là ông nói ông này á là ông có hai cái miếng đất đó đầu tiên là năm 2017 ông này đem thế chấp cho ngân hàng để ông mượn ra số tiền là năm uh, mươi mấy tỷ rồi đến uh, hai năm sau thì ông lại cần thêm số tiền nữa ông muốn mượn thêm cái số tiền là uh, 67 tỷ đồng nữa thì lúc đó có người giới thiệu cho ông là đến gặp uh, cha con của ông Trần Quý Thanh thì khi mà ông đến ông gặp đó thì sau cái thỏa thuận ở cái tiền mà ông phải trả tiền lời là 3% rồi cái cách thức ra làm sao thì cuối cùng á ông nói rằng là ok như vậy thì ông muốn mượn cái số tiền ông lấy cái cái cái, cái hai cái thửa đất này của ông từ ngân hàng ông sẽ giống như ông chuột ra rồi ông đưa qua bên này để mà ông thế chấp để ông mượn cái số tiền là 80 tỷ đồng thì khi mà ông đến ông làm thủ tục đó thì lúc đó không có cha con ông Trần Quý Thành, chỉ có những người nhân viên thôi. Ừ. Thì ông ông đang dự định trong đầu rằng là ông sẽ mượn cái số tiền là 80 tỷ. Nhưng mà thật sự đó, cái số tiền mà ông nhận được á nó là như thế nào? Quý vị sẽ thấy, đầu tiên á khi mà ông đến thì chỉ là có viết tay thôi nha. Những người nhân viên đó viết tay đưa cho ông nói là vay 80 tỷ, nhưng mà họ đem 80 tỷ đó họ nói họ trả cho ngân hàng là 67.4 tỷ, tức ừ. là trả cho ngân hàng trước đó ông này mượn, để là họ lấy hai cái miếng đất này về. Xong rồi tiền lời 3 tháng đầu tiên họ họ tính luôn là 7.2 tỷ, rồi xong là tiền môi giới á, là 2.5 tỷ, rồi tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ cũng phải tính trước là 2.5%, tức là khoảng 1.6 tỷ. Như vậy cuối cùng ông này trong khi trong đầu ổng ổng phải mượn được một cái số tiền lớn. Ừ. Nhưng mà thực tế ông đem về chỉ có 1.2 tỷ đồng mà thôi tức là ông đem về có như vậy thì ông này lúc đó ông bắt buộc cũng phải ký tại bên này nói rằng là họ đã chuộc cái miếng đất đó về trong tay họ. Rồi sau đó một thời gian đó thì ông mới tìm ra đủ 80 tỷ đồng, tức là sau thời gian đóng tiền lời được hết rồi. Ông đem 80 tỷ đồng đến, ông nói ông muốn chuộc lại hai mảnh đất này thì lúc đó ông uh, Nguyễn Quy Thành nói là không. Bây giờ muốn chuộc lại á, thì phải đưa cho họ là 95 tỷ đồng. Tức là trận ngang như vậy thì ông muốn là người này phải bớt cho ông nhưng mà cha con kia không trả lời, không trả lời thì ông đi giống như lên tòa xin ngăn lại là không có chuyển giao cái tên chủ quyền đất này cho phía bên kia. Thì phía bên gia đình ông Trần Quý Thành lại đi kiện ngược lại ông này. Thì lúc đó tòa lại xử cho cha con ông Trần Quý Thanh thắng, có nghĩa là ông này bị mất trắng cái miếng đất như vậy. Trong khi cái đất của ông thì trị giá như là 118 tỷ nhưng mà ông chỉ có tính toán như thế nào thì ông bị bị lỗ như vậy thì tương tự những người khác, bốn người khác cũng như thế. Ở trong này ví dụ như là có bà Đặng Thị Kim Oanh là vai thì này là 500 tỷ đồng nhưng mà cái dự án thế chấp là bao nhiêu đây nhưng mà cuối cùng thì bị chiếm đoạt, vân vân, thành ra là bà này là bị nhiều nhất. Có nghĩa là coi như là cái tiền mà bà bị chiếm đoạt hơn cái số tiền bà vay rất là nhiều. Thì bây giờ chưa biết là vụ án này người ta chỉ dự trù là xử ở trong có vài ngày thôi đến ngày 25 tây này là xong rồi thì chưa biết là cái bản án ra làm sao mặc dù là cái số tiền mà kêu bằng chiếm đoạt rất là nhiều rồi những người mà gọi là nạn nhân của cha con ông Trần Quý Thanh á, thì cũng nhiều vô cùng nhưng mà ở đây là những người mà số tiền lớn nhất nhưng mà tôi thì tôi đọc báo Việt Nam ấy, thì tôi uh, 50% tôi tin tên thôi 50% Là tại vì đó thưa quý vị uh, đây là những cái báo chính thống của Việt Nam Và đưa lên những người như vậy đó thì cũng chắc là cũng có ảnh hưởng tới những người mà chúng ta đang xem Dĩ nhiên là mình nhìn qua cái bài báo mình thấy ôi tội nghiệp cho những người nạn nhân đó quá uh, Họ bị mất tiền, mất tài sản của họ Nhưng mà đằng sau đó có thể rằng là uh, đây là những cái đưa ra những bằng chứng hùng hồn để mà buộc tội gia đình ông kia cũng có thể là như vậy thôi mình cũng không biết là câu chuyện nó như thế nào nhưng mà đời sống hiện tại thực tế của chúng ta hàng ngày bây giờ đó thì trong những tháng đầu năm mình đã nghe tới cái vụ gọi là cúm gà rồi những cái trại gà ở một số tiểu bang đang bị nhiễm cái cúm gà cho nên đó nhiều khi chúng tôi nói chuyện với nhiều người đó thì họ nói đừng cứ đi mua trứng gà ăn nữa ừ. cũng có thể bị lây bệnh đó hoặc là À, đừng có mua thịt gà ăn nữa. À, hiện tại giờ nó đang là lây bệnh cúng gà nhiều lắm. Nhưng mà thật ra đó đối với lại nhà chức trách, nhà những cái người mà trong chính phủ đó thì họ có những cái thông cáo nếu chúng ta ăn thịt gà, ăn ăn thịt bò, ăn thịt heo, ăn thịt uh, vịt vân vân mà chúng ta nấu kỹ, nấu chín thì nó không có lây những cái nguồn bệnh đó. Nhưng nếu chúng ta cầm vô cái con gà hay là cầm vô cái con mà nó đang bị nhiễm bệnh đó một cái cách nào đó đó thì chúng ta có thể bị lây bệnh à, riêng cái bản tin ở nước Mỹ nha chỉ có một người như là tôi nhớ thì chỉ có một người ở Texas và một người nữa coi coi như là có chỉ có hai trường hợp là cái vi khuẩn H5N1 cúm gà đó nó lây từ động vật qua người chỉ có mới có hai trường hợp thôi rất là hiếm một là có một cái trực tiếp mình đúc vào cái con vật đó hay gì đó thì nó mới bị lây ra chứ chúng ta ăn trứng chúng ta uống sữa à, tại sao nói tới sữa là tại vì Cuốn gà cũng được tìm thấy ở trong những con bò cho nên họ nói rằng là cái sự lây lan giữa động vật và động vật đó nó đã thấy nó có cái gì đó nó có liên kết với nhau từ con gà mà qua tới con bên con bò rồi cho nên sữa chúng ta mà chúng ta mua ở chợ về đó là sữa đều có dịch khuẩn rồi này kia cho nên chúng ta cũng không có lo lắng quá về vấn đề chúng ta tiêu thụ sữa hoặc là trứng nếu mà chúng ta mua ở chợ, nấu nấu chín thì cũng không sao hết. Cho nên trong thời gian vừa qua đó thì cái dòng cúm mà gọi là H5N1 nó đang ảnh hưởng tới rất nhiều tiểu bang. Nhưng mà trong cái số tiểu bang mà được liệt kê ra đó thì tôi không thấy có tiểu bang California nha. Texas là bị hàng đầu nè, rồi tới Kansas nè, Michigan nè, New Mexico, ờ uh, Idaho Ohio, North Carolina và South Dakota, đây là những cái nơi mà có những cái trại gà lớn khổng lồ hoặc là những cái trại bò đó. thì những cái nơi này nếu mà người ta không chăm sóc kỹ đó, thì nó sẽ bị lây cái cái cúm gà này nhiều hơn và tất cả những cái hàng hóa mà từ những tiểu bang này mà đưa ra những tiểu bang khác đều đều được gọi là à, giám sát cẩn thận để coi là những cái hàng hóa đó, những cái thịt đó, những cái trứng đó, những cái sữa đó đi qua những tiểu bang khác nó có làm ảnh hưởng tới những tiểu bang khác hay không? cho nên nếu mà quý vị ở California mình à, nấu chín đồ ăn rồi mình đi kia thì chắc không sao, tại vì cái lây từ động vật mà qua tới người là rất là hiếm, chỉ có được hai trường hợp ở Mỹ này mà thôi. Thưa quý vị ở đây có thể là hầu hết chúng ta đều biết Costco đi mua đồ ở Costco, nhưng mà những cái bảng giá ở Costco đó nó có ý nghĩa như thế nào? À, có lẽ <laughs> cũng chúng ta cũng đã từng nghe sơ qua rồi nhưng mà nhiều người vẫn chưa có biết à, tại sao ví dụ như bảng giá này thì lại là 17 đồng chấm 49 sen hay là có bảng giá khác chúng ta sẽ thấy 17 đồng chấm 99 sen rồi có bảng giá thì chúng ta lại thấy ở đây vừa là 5 đồng chấm 97 sen Rồi lại có cái dấu sao ở trên này Có nghĩa là gì nó sẽ khác với lại cái chuyện mà không có dấu sao ra làm sao à, Hay là những cái bảng giá mà tại sao nó lại là màu xanh mà không là màu trắng à, Rồi tiếp nữa, rồi như hồi nãy Ngọc Lan nói đó à, Kết thúc bằng một con số 7 Cái giá tiền này số 7 nhưng mà lại không có dấu sao thì nó khác À, gì như thế nào vân vân có rất là nhiều cái hoặc là à, thí dụ như ở đây nó lại có cái ngày ở dưới này mà trong khi tại sao những bản giá khác thì nó lại không có cái ngày thì đó đều là những cái bí quyết để chúng ta nhìn vào chúng ta biết oh cái món đồ này mình có nên mua liền hay là không hay là mình để thủng thỉnh rồi mình hãy mua thì những cái này xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại để mình cùng tìm hiểu xem nó có ý nghĩa ra làm sao Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Các quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối cùng của chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. À, trước phần quảng cáo, Ngọc Lan đang nói về à, cái cách mà chúng ta biết được ý nghĩa của những cái bảng giá tiền ở Costco để làm sao mình có thể mua được đúng những cái món đồ mình cần hoặc là ồ mình biết là món đồ này nó giảm giá ra làm sao. Thì thông thường á khi quý vị nhìn cứ bất kỳ cái bảng giá nào mà quý vị thấy nó kết thúc bằng số 9, không cần biết là 99 hay là 59, 79, 49 cứ kết thúc bằng số 9, tức là cái món đồ này nó đang được bán với giá bình thường quý vị ừ. mua lúc đó cũng được hay là kéo dài thêm một thời gian mua cũng được không có sao hết trơn á không vội vàng thì không cần phải mua à, nhưng mà nếu như á mà quý vị nhìn thấy á một cái bảng giá mà nó có một cái dấu à, dấu sao như thế này nè ở bên góc bên phải ở phía trên á ngoài cái việc mà quý vị nhìn thấy ở đây có cái số 7 là mình biết đây là những cái mặt hàng mà giảm giá đến giống như là tận cùng rồi đó mà nó lại có thêm cái dấu sao này nữa có nghĩa là cái gì tức là cái mặt hàng này bán hết rồi sẽ không còn nữa à không à, nhập về không nữa không nhập về nữa không còn nữa cho nên nếu mà quý vị nghĩ rằng đây là cái món mà quý vị thích quý vị cần trong thời gian tới mà nếu mà không mua ở đây được thì đi chỗ khác nó sẽ đắt hơn hoặc là sẽ không có thì mình sẽ nghĩ đến chuyện ờ à, mình có thể là mình mua nhiều hơn một chút mình để dành hoặc là như thế nào đó đó là đối với lại cái dấu khi mà thấy cái dấu sao ở bên ở phía bên, bên phải ở phía trên à, còn khi mà quý vị nhìn thấy mà cái bảng giá mà tại sao nó có màu xanh như thế này à, dĩ nhiên đây là những cái mặt hàng mà organic à, những ừ. cái hàng mà chúng ta nhiều người người ta muốn chỉ muốn ăn cái đồ mà organic thôi thì nó sẽ có cái màu màu xanh như vậy Gọi là gì hữu cơ những hàng chất không cơ. có à. À, chất hữu cơ à, những hàng không có được à, giống như có nhiều cái cái thường nó sẽ đắt giá hơn là cái thông thường. Rồi đây thì nhiều người đã biết rồi khi mà quý vị đi vào thấy những cái bảng giá mà có kết thúc bằng cái số 7 ở phía sau. À, có cái số 7 như thế này. Mà không có ngôi sao. Không có ngôi sao. Có số 7 không có ngôi sao hoặc là có thể là kết thúc bằng hai cái số mà zero ở phía sau số 7 hoặc là hai số zero ví dụ như cái quý vị sẽ hiếm khi thấy lắm ví dụ như ừ. 29 đồng ở phía sau này là hai số 0 luôn. À. À, thì những cái này á nó đều có ý nghĩa giống như nhau, có nghĩa là sell cho đến hết luôn. <laughs> Mặc dù sau đó nó có thể nó có lại nhưng mà lúc đó có lại thì có thể nó lên giá bình thường. À... Nhưng mà đây là cái giá giảm nhất sẽ không còn giảm nữa. Đó, thường nó là như vậy. Khi mà chúng ta thấy số 7 thì mình nếu mình nghĩ rằng ô đây là cái giá là tốt nhất rồi thì quý vị có thể à, là mua. Đó đó là số 0 hoặc là số 7 ha. Rồi tiếp theo nữa đó là khi à, quý vị à, nhìn thấy à, mặt hàng à, đây. Số kết thúc bằng số 99 như nãy Ngọc Lan nói cái nào mà kết thúc bằng số 9 49, 59, 79 gì đó Thì đó là giá bình thường Giá bình thường <laughs> Nhưng Nó sẽ khác ở đây là tại sao ở đây nó lại có cái ngày nữa Nó có à. cái ngày nhỏ xíu như đây nè à. Trong khi hồi nãy cái bản giá kia thì nó sẽ không có cái ngày Thì khi mà quý vị thấy là nó có cái ngày ở dưới đây á Thì mình sẽ biết rằng là ô đây là cái um, Cái ngày mà người ta bắt đầu người ta đưa cái giá này lên Và có thể là trong một thời gian gần thôi Nó sẽ bắt có sẽ có chữ sale hoặc là nó giảm giá đó là khi mà mình thấy cái này nếu như bây giờ mình muốn mua à, một bình dầu này thì mình nghĩ ô đây có ghi ngày có thể nấn ná chờ đợi vài ngày nữa nó sẽ giảm đi nó sẽ sale đi thì đó là cái lúc mà mình có thể mình à, mình mua được rồi đó à, ngoài ra quý vị à, thấy khi nào mà cái à, cái bảng giá mà nó có cái số mà số 8 ở phía sau à, sau này trong này trong này dạ Quý vị sẽ thấy uh, số uh, ví dụ như là Bây giờ là 5 14 đồng 88 uh, Đúng rồi Số 88 đó Hai ừ. cái số 8 phía sau Sau cái dấu chấm Ví dụ như là đây 5 đồng Mà đây là 5 đồng 97 Thì là 5 đồng 88 Thì hai cái số 8 liền nhau đó Hoặc là hai cái số 0 liền nhau đó Đó cũng là giảm giá cho hết Nhưng mà chỉ có riêng cái tiệm đó thôi Mà do người manager ở đó Người quản lý ở đó họ quyết định à. Chứ không phải là giảm giá đó Những cửa hàng khác cũng có Không phải thì quý vị sẽ thấy hai cái số 8 liền nhau hoặc là hai số 0, tức là cái người uh, quản lý ở cái Costco đó họ muốn rằng là ồ oh, cái này còn có một ít thôi, bán cho hết đi để mà họ có thể họ lấy cái hàng khác về thì đó là những cái cách. Rồi xong rồi khi mà quý vị vào Costco đó, quý vị có thể thấy uh, ở bên thí dụ như um, ở phía bên một cái cái gốc nào đó, người ta hay để một vài cái món đồ rồi họ để cái bảng giá lên À, có khi á, là một cái ghế sofa hay có khi quý vị thấy một cái tủ lạnh tự nhiên nó đứng chờ vào một mình đó các bạn nhé đó là những cái mà giá rẻ nhất quý vị có thể có thể mua được khi mà quý vị có cái nhu cầu cần tức là cái mặt hàng đó có thể là họ trả lại mà còn có một cái thôi họ sẽ bán với một cái giá khó mà tìm được nhưng mà nếu mà tìm cái thứ hai cũng không có thường nó chỉ có một một hai món họ để ở một cái góc như vậy thì quý vị đi Costco đó, đi những cái góc khuất cứ tự nhiên thấy ủa một hai món đồ mình tưởng như nó nằm không có đúng nơi đúng chỗ nhưng không, đó là cái đồ mà giảm giá cho hết luôn á. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà nhớ trong đầu đó, đằng sau lưng nó là số 9 hay số 8 hay số 0 rồi nó có ngôi sao hay không hay là nó có cái ngày nhỏ 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 nằm ở dưới hay không á. Nhất đầu quá tại sao họ không dồn vô một chỗ những cái hàng đó mà họ để là clearance sale hay là Final họ không muốn như vậy là bởi vì họ muốn người ta đi dòng dòng để mà nhìn theo có những mặt hàng mới không thì đó là một cái chiêu để mà bán nhưng mà, hàng nhưng mà nếu mà họ để ngay chỗ đó ừ. mà họ để cái chữ đỏ đen đó là ừ. clearance sale hay là, à là sale limit sale hay là final sale gì đi thì nó, mình cũng nhìn ước. dễ nhìn thấy quý vị sẽ thấy nhiều khi đi vô một hàng bánh kẹo như vậy những cái giá mà có chữ chín mươi chín tự nhiên cái mình như thấy cái giá năm đồng chấm không không vào biết rồi cái này cái này là xe <laughs> kế bên thì nó lại giá trở lại đó thì nhưng mà đó là một trong những cách mình đi cũng thấy thú vị lắm <laughs> rồi bây giờ ranh giới giữa tình cảm và chiếm đoạt nó như thế nào thì đây là một cái câu chuyện ở bên nhật quý vị nha một em có tên <laughs> được gọi là sugar baby Em này thì hay đi thường đi kiếm gọi là gì? Sugar Daddy Đúng không quý vị? Một người trẻ và đi kiếm một ông già thì Thường là để có mấy vấn đề tiền bạc Ít khi nào có tình cảm lắm Thế thì một quan tòa ở bên Nhật Vừa mới xử phạt một cái vụ Mà họ cho rằng là một Sugar Baby Đã chiếm đoạt cả triệu đồng à, Đô đó Của những người lớn tuổi Mà đang thiếu thốn về tình cảm và chiếm đoạt như thế nào mà cái cô này năm nay mới có hai mươi mấy tuổi thôi Cô quen một lúc nhiều ông lớn tuổi và ông nào thì cô cũng nói rằng là ô đang có vấn đề về tiền bạc à, đang cần phải chỉ bệnh đang cần phải lo cho mẹ già con thơ hay là gì đó rồi bắt đầu xin tiền những cái ông này và ông nào thì cũng cho hết có ông ba năm chục ngàn đô có ông sáu chục ngàn đô có ông bảy chục ngàn đô đó rồi cứ cứ cung cấp tiền cho cô này thì cô này lấy tiền đó làm cái gì ăn chơi xa hoa phù phiếm, cô đi vô những cái câu lạc bộ đàn ông để rửa tiền ở trong đó, Ủa. tức là kêu các, ừ. các, gọi là các người nào vai u thịt bắp Gọi là xấu muối tới phục vụ cho mình này trong những cái quán bar đó. Thế thì sau khi mà quan tòa biết được và quan tòa còn điều tra thêm, thì cô này có viết cẩm nang, <laughs> cẩm nang của Sugar Baby đi chiếm đoạt tiền làm cách nào để có tiền với lại những suger daddy và có bán cái cuốn sách này thì không biết là không nói là bao nhiêu tiền nhưng mà có bán được cho hai ba người và trong đó có một cô gái cũng khoảng 21 tuổi mua cái cẩm nang đó về sau khi đọc thực hành và cũng lừa được một người khác cũng lên tới cả à, 10 triệu yen tức là có khoảng hình như tôi nhớ là khoảng bảy mươi mấy ngàn đô đó à, cũng nhờ cái cẩm nang này thì vì ngày quan tòa ngày hôm nay họ cho biết rằng là phạt cô này một số tiền cũng như là tù tội 9 năm về cái tội gọi là lừa đoạt người lớn tuổi những cái số tiền mà đáng lý ra cô khai rằng cô dùng trong uh, trị bệnh hoặc là cho gia đình vân vân đang gặp lúc túng thiếu nhưng mà cô lại đi ăn chơi phù phiếm sắm những cái mặt hàng đắt tiền hoặc là những uh, mua uh, những uh, món những, uh, tức là ăn ở những nhà hàng rất là mắc mỏ đó vân vân để thể hiện đẳng cấp của mình chứ cô không có chữa bệnh gì cả thì đây là cái câu chuyện không biết là ở Mỹ thì sao nhưng mà tôi thấy đọc cái cuối bài báo đó ở Mỹ có khoảng 64.000 vụ được báo cáo lên chính phủ là dính líu tới tình cảm mà bị chiếm đoạt tiền bạc như vậy trung bình mỗi người là 2.000 đô và số tiền mà bị mất mát qua những cái lừa đảo tình cảm như vậy ở Mỹ là hơn 1 tỷ đô mỗi năm nhưng mà đó sẽ là không bao giờ mà uh, người ta sẽ tránh được hết bởi vì không ai nghĩ rằng mình đang bị lừa đúng không cho đến khi mà mình bật ngửa uh, cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới xin kính chào quý vị